Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình lại tiếp tục đến nhà của Hiền để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai ha. Củ đế đẹp ha những quý vị. À, quá xá luôn quý vị ơi. À, chào Hiền. Em chào anh Tuấn, chào toàn thể cô chú anh chị em mình trên toàn quốc nha. Anh em có số mai giao lưu cùng cô chú anh chị em ha. Ai thích cây nào thì chốt ủng hộ cho em cái đó nha. Em ở ấp Long Định, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Số điện thoại là 0976533164, đó cũng là số Zalo của em ha. Hình thức là em bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Mình rồi, bao phí ship toàn quốc cho quý vị nha quý vị. Cây số 1 dán bay ha, cao khoảng chiều bay của nó khoảng 1m6 ha. Rồi, dán bay 1m6. Ngang là 80. Rồi, ngang 80. À, tại cành em nói đó quý vị. Rồi, hoành em nói luôn ha. Hoành là 22. Rồi, để một vòng luôn. Ngồi giá xuống. 1,5 triệu luôn. Rồi, 1,5 triệu. Cây dán bay luôn. Rồi, xuống cây. Mã số 1. Rồi, tiếp tục là mã số 2. Cao là 1m1. Cũng bay bay luôn ha. Đó, ở số tay cạnh luôn á quý vị. Rồi, giờ cho cái quà em nói luôn. Lộn thước. Quà là 13. 13 hay gì đó. Để nè quý vị. Ôi. Giá 400.000. 400.000, rễ bấu luôn ha. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo, số 3. Cao là 52. Hoành là 13 luôn. Giá 300.000 luôn. Rồi, xíu nữa Hiền. Đó, rễ quá xá luôn ha. 300, rồi, xuống cây. Mã số 4. Số 4. Cao là 88. Xê luôn. Đúng một vòng. À, lắc lắc đó ha. Rồi, quanh của em nó. Ở ngay vị trí này. Vị trí này chặt 12. Để em nó luôn. Giá 300.000. Rồi, 300 quý vị ơi, bao ship. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 5. Số 5, cao khoảng 1,5m. Rồi, 1,5m cao. Hoành là 17. Rồi, 17 hoành. Để nó đây quý vị, chạy rất là đều ha. Giá 800.000. Rồi, 800.000 quý vị ơi. Để đặt sạch trơn ha. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 6. 6 là một cái phôi. Cao. Cao là 45. Hoành là 14. Rồi, 14. Để nó đây quý vị. Đó, để điều ha. Rồi, mấy trăm đem. Giá 400.000 luôn. Rồi, 400.000. Rồi, lên cây mới luôn. Cây số 7. Số 7. Cao. Cao là 85. Đó, dán lắc ha, hơi số tay cành trên ha. Hoành là 15. Rồi, chính xác đế đây. Đó. Chịu ăn trước ha, cũng có quá xá đây ha quý vị. Giá 600.000 luôn. Rồi, để đặt hết trơn. 600. Rồi, xuống cây. Số 8. Số 8. Cao là 60. Hoành. Hoành là 14. Rồi, để đây quý vị. À, rồi, giao luôn như em. Giá 500.000. Rồi, 500. Rồi, xuống cây. Mã số 9. 9. Cao là 45. Hoành. Hoành là 11. Rồi, 11 hoành. Để. Đó. Giá 250 luôn. Rồi, 250. Rồi, xuống cây. Mini ha, mini bonsai. Mã số 10. Cao là 80. Hoành là 12. Rồi, 12. Coi cục là lạ. Đó. Để thì cũng đều ha quý vị. Đó. Giá 300.000 luôn. Rồi, 300. Rồi, xuống cây, bao ship nha quý vị. Mã số 11. Cao là 70.
Quanh. Rồi, siết chặt quá dục thước luôn rồi. Quanh là 17. 17 quanh. Rồi, để em nói đây quý vị. Giá 900 ngàn. Để đặt cái tờ ha. Rồi, 900 ngàn. Rồi, xuống cây. Số 12. Nó bị lỗi thân ha. Cao là 72. Rồi, nó bị nắng táp cái lưng. Hoành 20. Giá 700 ngàn luôn. Rồi, 700 quý vị ơi. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo 13. Cao là 80. Rồi, 80 cao. Hoành là 18. Rồi, chính xác. Nguyên cái cũ. Đó. Giá 900 ngàn luôn. Rồi, 900 quý vị ơi. Rồi, xuống cây. Rồi, cây tiếp theo, 14. Cao là 1 mét. Rồi, 1 mét cao. Số tay cành ha quý vị. Hoành là 19. Rồi, chính xác. Đó, để nguyên bệ ha. Tựa gián thú rồi. Đó. Giá 900 ngàn luôn. Rồi, 900 ngàn. Rồi, xuống cây. Số tiếp theo. 15. Cao là 60. Thân nó là lạ. Mà. U u. Còn là 24. Rồi, 24. Giá 900 ngàn luôn. Rồi, xuống cây. Mã số 16. Cao. Cao 80. Rồi, 80 cao. Hoành là 17. Rồi, 17 hoành. Để đây. Đó, xè xè đều nè quý vị. Giá 900 ngàn luôn. Rồi, 900. Rồi, xuống cây. Bao ship nha quý vị. Rồi, mã số tiếp 17. Theo. 17. Cao là 80. Hoành là 18. Rồi, 18 hoành. Giá 700 ngàn. Rồi, 700 quý vị ơi. Rồi, xuống cây. 18. Cao là 64. Hoành là 18. 18 hoành. Giá 700 luôn. Để đẹp ha quý vị, có 700 ngàn quý vị ơi. Rồi, xuống cây. Alo liền ha quý vị, mình thích cây nào alo liền ha. Cây 19. 19. Cao là 80. Rất rẻ luôn ha. Hoành là 22. Rồi, làm nhanh gọn luôn ha. Thôi mà. Giá 1,2 triệu. Đó, để đẹp. 1,2 triệu thôi gì. Thôi thì làm nhanh ha. Rồi, xuống cây. Số 20. 20. Cao là 1 mét. Rồi, xe giúp anh dòng rồi Hiền. Quý vị xem đường thân với tay cành em nói ha. À, rồi, quanh em nói luôn. Đúng như trăm được ha. Đâu mà rồi. Đây là 22. 22. Giá 1,2 triệu luôn. Rồi, 1,2 triệu. Rồi, xuống cây. 21. Rồi. Mini bonsai luôn. Cao là 47. Hoành là 12. Rồi. Sẽ học mình cũng đi luôn. Giá 250. Đó, để nó vậy đó. Rồi, 250. Rồi, xuống cây. Cây 22. Cao. Cao 1,3 m. Có tay cành rồi quý vị. Chậm chậm đợi anh với. Em đi trước em. Em làm anh làm đẹp luôn á. 15. Ào ào là mệt luôn. Chạy theo không kẹo cái gì thôi. Giá 500 ngàn. Rồi, chiếu nữa đi đó. Đó, đó quý vị để hàng. Đó. Rồi, xuống cây. Để điều ha quý vị. Mã số 23. 23. Cao là 1,1 m. Hoành là 16. Rồi, chính xác. Giá 500 ngàn. Rồi, 500 luôn. Bao ship. Rồi, xuống cây. Cây 24. 24. Cao. Cao là 77. Hoành là 14. Rồi, để nè quý vị. Đó, cụ cũng đặt ha.
Rồi, vô luôn nha. 400 ngàn luôn. 400. Rồi, xuống cây bao ship toàn quốc. 25. Số 25, cao. Cao là 66. 1. 13. Rồi, để đây quý vị. À, xài điều trần ha. Mấy dạ trăm đây? 300 ngàn luôn. 300. Rồi, xuống cây. Số 26. Cao. Cao là 1 mét. Rồi. Vậy đó. Quanh. Quanh là 13. Chính xác. Giá 400 ngàn luôn. Rồi, 400 ngàn. Bao ship luôn. Rồi, xuống cây. Cây 27. 27. Cao 1 mét 3. Còn là 17. Chính xác, để em nói đây quý vị. Rồi, vô nha. 500 ngàn luôn. 500 quý vị ơi. Rồi, xuống cây luôn. Cây 28. Cao khoảng 1m3. Khoảng 1m3. Cây 28. Ít cái chừng. Chừng nó ập luôn đó. Bay mà. Lắc luôn. Lắc qua đây đây. Còn 18. Rồi, để đây quý vị. Rồi. Ủa cũng đặt đi ha. Ngọ. Dạ, thấy giá mình nè, thấy cũng dễ chơi không quý vị. 700 à. Rồi, xuống cây. Bao ship luôn nha quý vị. Cây 29 giống con voi luôn ha. 29 hả? Cao 40, 29. Rồi, có hàng mắt đó. Giống con voi rồi. Con gì đây? Không biết con gì nữa, nó đại gì đi. Hàng đi. 16 ha. 16. Đó, đó rồi. Đâu? Đó. Con gì đây? Mấy con gì mình luôn. Không, không thấy ra được con dâu không biết ai đó. Cái bỏ một xước á. Giá 700 ngàn luôn. Rồi, 700. Con gì nữa con đi. Rồi, xuống cây. Lô một. Lô hả? Rồi, lô. Cắm. 4 cây. Lô 4 cây. Ship vô. Cũng là cuối clip luôn ha. Dạ, cũng cuối clip em luôn. Là mã số này họ tính lô ơi. Lô này là lô 4 cây, khỏi mã số. Khỏi mã số, để cho cây nhỏ nhất coi nhiều ha. Nhỏ nhất là hoành chính ha. Rồi. Rồi cũng không biết con nhỏ lớn luôn nữa. Cây này hoành 10. Cây bên kia. Cây này hoành chính. Chính. Bên kia chắc cũng chính nè. Chắc cũng chính 10. Chính 10 gì đó ha. 10. 10. Hai cây chính. Hai cây chính, hai cây 10. Đó, hai cây chính, hai cây 10. Luôn. Gặp mà học sinh mà trả bài được hai cây chính, hai cây 10 cũng là dặn VIP ạ. Hai cây chính, hai cây 10 ảnh hưởng luôn. Đó, bị ảnh hưởng của nghề nghiệp. Giá 600 ngàn luôn. Để VIP, VIP. Đó. Nội bộ đế không là, là 4 cây này là có 600 không quý vị ơi. Chốt đi quý vị. Rồi, hết hả em? Dạ em hết rồi. Rồi, quý giáo mình đến đây là kết thúc nha quý vị. Thì trong quá trình xem, quý vị thích cây nào thì alo trực tiếp cho Hiền ha. Đó, cây nhỏ mà để quý không ha. Rồi, quý vị ơi, quý vị nào xem, chưa bấm đăng ký, bấm đăng ký ủng hộ kênh giúp mình nha quý vị. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị clip sau.